Chào các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 rồi. Như vậy là ngày mà quyết định là người dân ở trên toàn nước Đức là phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Vậy thì các bạn nhớ thật kỹ nha. Khi ra khỏi nhà thì mang theo khẩu trang. Các bạn nên mang theo 2-3 cái trong người. Bên tay túi áo trái, cái túi áo phải, cái hay túi quần trái, cái túi quần phải trái, hoặc là để thêm mấy cái khẩu trang nữa nhớ ở trong xe ô tô. Bởi vì nếu các bạn quên á thì có khi sẽ bị phạt không đeo, vì không đeo khẩu trang ha. Đây là thứ nhất. Tuy nhiên cái luật giao thông đường bộ á, cái điều 23 cái mục số 4 quy định rằng là cái người mà lái xe, cái khuôn mặt của tài xế á, phải được nhận dạng. Tức là nếu như mà khi họ chụp hình mà họ không có phát hiện được cái khuôn mặt, không nhận diện được cái khuôn mặt của người lái xe, bởi vì là người này chạy quá tốc độ hay là vượt đèn đỏ, họ không có nhận diện được thì họ sẽ phạt, và mức phạt là 60 euro. Vậy thì hai cái điều này nó hơi mâu thuẫn nhau, hơi mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên bởi vì cái hiện tại bây giờ là gì, do cái dịch corona này, cho nên cái việc đeo khẩu trang á, là bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang, và cái việc đeo khẩu trang người dân này trở thành thói quen rồi. Cho nên là khi mà người ta vừa đi siêu thị xong thì người ta sẽ vào ngồi lái xe mà quên bỏ khẩu trang xuống là chuyện rất là bình thường. Vậy thì cái khẩu trang mình đeo thì nên như thế nào? Mình khuyên mọi người đó là đeo cái khẩu trang loại vừa, không nên đeo cái loại quá to che hết mặt, kín bưng hết và người ta không có nhận ra được. Và đặc biệt là khi mà lái xe thì nhớ đừng có đeo kính râm á, tức là vừa đeo khẩu trang còn vừa đeo kính râm thì như thế người ta chẳng có nhìn thấy mặt mũi mình đâu cả. Chính vì thế khi mà nó che hết mặt mình rồi, người ta không có nhận diện được đường mình á, thì họ sẽ phạt. Thì trong trường hợp như vậy, nếu như mà công an hiện tại bây giờ thì công an vẫn đang được hướng dẫn để xử lý những cái tình huống tương tự như vậy. Nếu như các bạn bị công an mà dừng lại từ tình huống này thì các bạn sẽ phải làm như thế nào? Cứ bình tĩnh, cứ thoải mái, cứ trả lời với họ rất là bình thường thôi. Các bạn không có gì phải sợ cả. Bởi vì sao? Tức là vì liên quan đến cái sức khỏe của mọi người, cho nên là các bạn cứ nói chuyện bình thường. Nhớ là cứ vui vẻ với người ta bởi vì là người ta đang hướng dẫn thôi, cho nên là các bạn đừng có gay gắt quá, đừng có căng thẳng quá, cho nên cứ vui vẻ với người ta, nói chuyện bình thường và nói ok tôi sẽ rút kinh nghiệm chẳng hạn, như vậy thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn ha. Nhớ mang khẩu trang đi ra ngoài đường, nhưng mà nhớ là khẩu trang vừa phải thôi, hoặc là đặc khi mà lên ngồi lên xe các bạn chỉ có người nhà các bạn thôi, ok thì cứ tháo khẩu trang ra thì nó an toàn, đỡ mất công rắc rối ha. Rồi như vậy thì cái bị phạt khi đeo khẩu trang lúc lái xe là thì hên xui các bạn rồi ha. Tuy nhiên cứ yên tâm, chúc các bạn lái xe an toàn và nhớ luôn luôn đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của mình, để vượt qua cái mùa Covid này nhé.